Xin thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi nắp bầu lọc gió. Nắp bầu lọc gió, cái miếng này miếng phía trên của dòng xe Mitsubishi Triton phiên bản này 2019, 2020, 2021, 2022 mới nhất hiện nay. Thì các bạn nhìn hàng xịn chính hãng, trên có logo sản phẩm. Đây là logo sản phẩm hàng xịn chính hãng. Cái chất liệu nhựa được làm đúng theo tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi Moto. Mặt nó là mặt sần. Cái này nó đựng cái lọc gió, được lọc gió động cơ các bạn, nó sẽ nằm trong đây và giữ cố định cho cái lọc gió động cơ. Cái này nằm ở trong khoang động cơ. Như vậy trong quá trình chất liệu được làm bằng nhựa nhé, thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường, thì thông thường là do đâm va nó bị vỡ mất cái lọc gió này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe của chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi Nhật chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Vậy anh em có nhu cầu muốn thay thế sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn, đây website mình đây. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn một cách hoàn toàn miễn phí. Và anh em đừng quên bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.